Và bây giờ thì sẽ Bằng Kiều xin gửi tới quý vị một số những bài hát những bài hát này mà từ xưa đến nay thì chúng ta hay thường gọi nó là những cái tình khúc bất hủ. Bởi vì từ trước 1975 cho tới bây giờ thì chưa bao giờ là quý vị chán nghe những cái bài hát này cả. Bất cứ là những cái bài mới dù có hay đâu, dù có như thế nào đi chăng nữa thì quý vị nghe rồi bỏ đấy thôi, còn những cái bài hát này thì trong tâm hồn của quý vị, trong tình cảm của quý vị lúc nào cũng hiện diện những bài hát chúng ta gọi là những tình khúc bất hủ, nhất là những bài hát của nhạc sĩ Ngô Thủy Biên, nhạc sĩ Trường Sang vân vân. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với một số những ca khúc bất hủ này. Lời dù đã có tay buồn, nhạt nhẽo trong mắt xanh.
Chào.